Một năm trước thôi, Zhihun Smooth Kill, một chiếc gimbal giá cực rẻ và đem lại chất lượng trải nghiệm tương đối tốt trong tầm giá của nó, đã ra mắt và ngay lập tức tạo nên một cơn sốt. Và một năm sau, Zhihun Smooth 4 đã ra đời, phiên bản nâng cấp của Zhihun Smooth Kill, và Zhihun Smooth 3 đã được Zhihun ra mắt. Nhiều Zhihun quá nhỉ. Và ngay trên màn mình đây, Zhihun Smooth 4. Và trước hết thì cảm ơn Tokyo Camera đã cho mình mượn sản phẩm để thực hiện bài review này. Nếu các bạn quan tâm thì có thể truy cập tokyocamera.vn hoặc là link mình sẽ để ở phần dưới mô tả video này. Ngay khi mà mở hộp thì đập vào mắt các bạn đó là hướng dẫn sử dụng. Ok, và đây là nhân vật chính của chúng ta. Một chiếc hộp bằng xốp. Nó có vẻ khá là xịn. Ngay bây giờ mình sẽ mở hộp nó luôn. Và đây là bên trong hộp của chúng ta. Đây là cáp USB Type-C. Dây này rất là mềm, có cảm giác rất là xịn. Đây là một cái chân ba chân. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta, gimbal Zhihun Smooth 4. Ở trong này có một gói chống ẩm. Ok, vậy là hết tất cả cái phụ kiện ở bên trong Zhihun Smooth 4. Chúng ta sẽ chỉ có một cái hộp xốp này thôi. Chúng ta không có bao giống như là Zhihun Smooth Kill. Cái này mình thích Zhihun Smooth Kill ở cái bao đó hơn. Nó rất là tiện khi mà mình đi đâu mình có thể đeo người hoặc là như nào đó. Nhưng mà còn cái này thì chắc chắn là mình sẽ cần phải thêm một cái ba lô nữa. Ok, như mình đã nói ở phần đầu video thì đây chỉ là một chiếc chân để các bạn có thể lắp vào. Chúng ta có thể tửa được hai bên này ra để có thể lắp điện thoại của các bạn vào. Nhớ ấn sát xuống phần dưới này, sao cho nó có một cái rãnh ở đây này. Các bạn hãy ấn sát phần dưới này vào để đạt được cái mức cân bằng nó dễ hơn. Và sau khi mà nhét được điện thoại của mình vào thì các bạn hãy nhớ là xoáy cái phần này vào để nó cố định điện thoại của bạn vào. Rồi sau khi mà lắp xong thì chúng ta sẽ đẩy cái phần này ra để xác nhận là cái Zhihun Smooth Kill này của chúng ta đã cân bằng. Toàn bộ chiếc gimbal này thì đều làm bằng nhựa, tuy nhiên cái phần mà như kiểu là hoa văn trang trí do nhựa này thì làm cho mình có cảm giác như nó là từ kim loại. Nhìn rất là chắc chắn, mặc dù sờ thì vẫn biết là nhựa. Sau khi mà lắp điện thoại vào thì ở phần trên này chúng ta sẽ có một cái khung, cái con vít ở đây để chúng ta có thể cân được chiều ngang này của gimbal. Ví dụ như là đó, mình đang bị lệch như thế này, tức là bên phần motor này của mình nó bị nặng hơn thì các bạn sẽ cần phải đẩy nó vào một chút sao cho nó không bị nghiêng như thế nữa. Đẩy thêm một chút nữa. Đó, perfect đi. Như thế này là đã ok. Và các bạn sẽ xoáy con vít ở đây lại. Ok, và sau khi mà căn chỉnh xong thì các bạn hãy ấn nút nguồn, ấn giữ nút nguồn. Đó, ngay sau khi mà căn chỉnh xong, ấn giữ nút nguồn là chúng ta đã có thể sử dụng được rồi. Để sử dụng chiếc Zhihun Smooth Kill này thì các bạn sẽ cần phải tải một app ở trên App Store có tên là Zhihun Play, Zplay. Tải và cài đặt được phần mềm Zplay rồi thì chúng ta sẽ mở lên, và đây chính là giao diện chính của Zplay. Ấn Connect Device. Ở phía dưới này chúng ta sẽ ngay lập tức chúng ta sẽ có chiếc Zhihun của mình. Và đây chính là giao diện chính của Zplay. Ok, sơ qua một chút về giao diện phần mềm thì ở đây chúng ta sẽ có trạng thái này. Bluetooth đã kết nối được với lại Zhihun Smooth 4. Ta sẽ có các thông số điều khiển ở đây, các thông số về hình ảnh. Ví dụ như là tốc độ màn chập, ISO, cân bằng trắng và cộng trừ EV. Ở bên này chúng ta sẽ có hiển thị mức dung lượng pin của điện thoại. Ở phía dưới dĩ nhiên rồi, rất là nhiều nút bấm thì bây giờ mình sẽ demo cho các bạn chức năng của từng nút. Đầu tiên là nút menu này, chúng ta sẽ ấn nút menu. Nó sẽ hiện ra một cái bảng menu để giúp các bạn có rất là nhiều tùy chỉnh, có rất là nhiều tùy chọn ở đây để các bạn có thể tùy chọn. Dưới chúng ta sẽ có 3 nút, một nút là nút chụp ảnh này. Các bạn ấn vào nó sẽ chụp một bức ảnh.
nút record. Khi mà ấn vào nó sẽ tự động record ở trên này luôn. Rồi ở ngay phía bên trái này thì chúng ta sẽ có một cái núm xoay. Núm xoay này thì có tác dụng là chúng ta sẽ zoom ra zoom vào này. Đó. Nó sẽ zoom ra zoom vào khi mà các bạn xoay. Và khi mà các bạn ấn nút này một lần, change to AF, nó sẽ focus, nó sẽ lấy nét bằng tay. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ giải thích một chút về các chế độ trên cái Zhiyun Smooth 4 này, cũng như là cách để điều khiển cái góc quay của camera này. Nó hơi khác một chút so với Zhiyun Smooth Q. Ở Zhiyun Smooth Q thì chúng ta có một cái joystick ở đây để có thể điều chỉnh góc quay của điện thoại. Tuy nhiên thì ở trên Smooth 4 này thì chúng ta không có. Và chúng ta sẽ điều khiển bằng cách nào? Đầu tiên thì chúng ta sẽ có hai cái nút gạt chế độ ở đây. Một nút ở trên đó là PF, là Pan Following Mode. Và một cái nút ở dưới là L, tức là Looking Mode. Thì Pan Following Mode, khi mà các bạn, ví dụ các bạn quay sang bên này này, đó, thì là cái lúc nào nó cũng thẳng hướng như thế này. Lúc nào nó cũng thẳng cái trục mà các bạn điều khiển. Mình sẽ cố gắng như thế này để các bạn có thể nhìn thấy rõ hơn. Lúc nào nó cũng như kiểu là các bạn đang chỉ vào cái vật đó, và camera nó cũng chỉ vào cái vật đó luôn. Đó, nó sẽ luôn giữ cái camera của các bạn là một góc ngang thẳng, giống như là hướng mắt nhìn này. Đó là chế độ Pan Following Mode. Còn với chế độ Lock Mode thì sao? Khi mà các bạn gạt sang Lock, ví dụ mình đang để máy như thế này, đúng không ạ? Mình đang để máy như thế này, mình gạt sang chế độ Lock Mode, đó, vẫn giống ngang, vẫn cái đường, vẫn cái tường thẳng này ngang nhé, không có khác biệt gì so với Pan Following Mode. Nhưng mà khi mà các bạn quay sang bên này, khi mà các bạn quay sang bên này thì nó sẽ giữ nguyên cái chiều ngang này luôn. Lock nó sẽ lock nguyên cái chiều ngang này luôn. Các bạn quay bên trái bên phải thì nó đều giữ nguyên. Đó là một chế độ rất là hay mà các bạn sẽ làm rất là nhiều trò với cái chế độ này. Quay trở lại với Pan Following Mode, khi mà các bạn, nó sẽ luôn giữ cho các bạn thẳng như thế này. Nhưng mà các bạn có thấy là nó di chuyển nhưng mà hơi chậm, đúng không ạ? Di chuyển nhưng mà hơi chậm. Thì chúng ta sẽ ấn vào nút phía trên, ngón này các bạn ấn vào nút phía trên này. Mình sẽ ấn, mình hiện tại mình đang ấn này. Các bạn thấy nó di chuyển rất là nhanh. Nó di chuyển rất là nhanh, giống như đây là một cái kệ tự sướng vậy. Nó di chuyển nhanh hơn rất là nhiều. Giúp lại một lần nữa mình phải nhắc lại cái chức năng mới này của Zhiyun Smooth 4. Các bạn có thể làm rất là nhiều trò, rất nhiều động tác máy ở trên Zhiyun Smooth 4 này. Và khi mà chúng ta ấn vào cái nút ở phía dưới, ở đây có hai nút ấn này, nút trên, nút dưới. Thì khi mà các bạn ấn vào cái nút ở phía dưới, nó sẽ vẫn pan theo cái đó, nhưng mà nó ở một cái mức độ mà nó từ từ hơn. Theo camera nó vẫn theo, nhưng mà nó sẽ ở một cái mức độ nó từ từ hơn. Thì khi mà các bạn quay ra, các bạn ấn hai lần nút này, nút phía dưới này, đó, thì nó sẽ quay trở lại cái góc nhìn gốc. Thì bây giờ để mà các bạn có thể điều khiển được ví dụ như mình chúc xuống, mình đặt tay này, mình chúc xuống rồi mình đi. Đây thì ví dụ mình muốn quay cái con chuột ở trên mặt bàn này thì mình sẽ cần phải chúc camera xuống, đúng không? Thì mình sẽ làm như thế nào? Đầu tiên là mình sẽ tưởng tượng như là mình sẽ ngửa đứng cái gimbal của mình lên, và sau đó thì mình ấn nút bên trên này này. Nút bên trên này, ấn giữ nút bên trên, và sau đó mình chúc xuống. Đó, thì là camera nó sẽ chúc theo và các bạn sẽ quay sang đây. Đúng góc rồi thì mình thả ra. Thả ra nó sẽ fix luôn cái camera của các bạn ở đây. Và chúng ta có thể thực hiện các động tác máy. Vậy là vừa rồi thì mình đã mở hộp và trải nghiệm nhanh các tính năng mới trên Zhiyun Smooth 4 so với Zhiyun Smooth Q. Cá nhân mình đánh giá thì đây là một chiếc gimbal hỗ trợ tốt nhất cho quay phim trên điện thoại từ trước đến nay. Có rất nhiều tính năng hỗ trợ và mình sẽ thử nghiệm tất cả tính năng mới, tất cả những cái kỹ thuật mới có thể áp dụng trên Zhiyun Smooth 4 này ở video thứ 2, thứ 3. Mấy các bạn đón xem, chắc chắn là sẽ được upload sớm thôi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Chúc các bạn buổi tối tốt lành. Bye bye.